Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thạch Thành đã diễn ra hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của các liệt sĩ, đưa ra các biện pháp kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trên địa bàn xã, thị trấn, hướng dẫn các công tác thu thập thông tin, đối chiếu kết luận thực địa, nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giới thiệu hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên nền địa hình quân sự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Ngọc Dương đề nghị các đại biểu được tập huấn nêu cao vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ hài cốt liệt sĩ ở địa phương mình nghiêm túc, chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia lập bản đồ tìm kiếm, thu thập, xác minh, xử lý thông tin, tài liệu về liệt sĩ. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình về việc triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.